khán giả của kênh Tin Tức Sao Việt. Hà Đa rất hy vọng rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì quý vị sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên bấm nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những tin tức mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Lương Thế Thành viết tâm thư dài gửi vợ nhân dịp kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Viết tâm thư gửi vợ nhân dịp 4 năm ngày cưới, Thúy Diệm khiến nhiều cư dân mạng ghen tị vì có người chồng quá đổi tâm lý và ngọt ngào. Những năm gần đây, Lương Thế Thành, Thúy Diệm trở thành một trong những đôi vợ chồng đình đám nhất của showbiz Việt. Chính thức về chung một nhà vào năm 2016, tính đến hiện tại đã tròn 4 năm kể từ khi cặp đôi trái tim hoa hồng kết hôn. Được biết 12 tháng 4 chính là kỷ niệm 4 năm ngày cưới của Lương Thế Thành, Thúy Diệm. Nhân dịp đặc biệt này, nam diễn viên sinh năm 1982 đã đăng bài viết với đầy tâm tư tình cảm gửi đến bà xã của mình. Lương Thế Thành đăng tâm thư gửi đến vợ nhân dịp 4 năm ngày cưới. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Lương Thế Thành bất ngờ đăng tải một bài viết dài, kèm theo đó là loạt hình trong ngày cưới của 4 năm trước. Mở đầu bài viết, nam diễn viên họ Lương cho biết ngày 12 tháng 4 này chính là ngày đặc biệt kỷ niệm 4 năm kết hôn của anh và bà xã Thúy Diễm. Anh cho rằng nhiều năm chung sống, trải qua biết bao cung bậc cảm xúc, anh lại càng yêu và trân quý bạn đời của mình nhiều hơn. Bên cạnh đó, ông chồng quốc dân Lương Thế Thành còn khiến khán giả ngưỡng mộ khi cho rằng sẽ luôn ở bên yêu thương, bảo vệ và chăm sóc vợ và cậu con trai nhỏ. Lương Thế Thành viết những dòng đầy tình cảm ngọt ngào dành cho gia đình nhỏ của mình. 12 tháng 4 2016, 12 tháng 4 2020, vậy là chỉ còn vài tiếng nữa thôi là chính thức bước qua 4 năm chung sống vợ chồng. Hai đứa mình đã cùng trải qua được 4 năm cuộc sống vợ chồng rồi đó. Buồn có, vui có, cãi vã nhau cũng có, nhưng sau tất cả lại làm cho anh yêu em nhiều hơn và trân quý em nhiều hơn. Cảm ơn em đã tin và trao cả trái tim cho anh. Anh không dám hứa gì nhiều, anh chỉ dám hứa là sẽ luôn yêu thương, bảo vệ em và con cho tới lúc anh không còn sức lực nữa thì thôi. Nam diễn viên Tổng Mặt Trời viết, anh hứa sẽ luôn yêu thương, bảo vệ em và con cho đến lúc không còn sức lực. 12 tháng 4 là kỷ niệm ngày cưới của cặp đôi. Cư dân mạng gửi lời chúc phúc đến gia đình Lương Thế Thành, Thúy Diễm. Đoạn chia sẻ của Lương Thế Thành trên trang cá nhân đã nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Sau khi đăng tải không lâu, bài viết của anh đã nhận được hàng trăm, hàng nghìn lượt like, bình luận, chia sẻ từ người dùng mạng. Trước những câu từ ngọt ngào của Lương Thế Thành dành cho vợ Thúy Diễm, nhiều người cũng không khỏi suýt xoa ghen tị, ngưỡng mộ. Dẫu bên nhau đã nhiều năm, song cặp đôi gia đình là số một vẫn luôn tình cảm yêu thương mặn nồng như thời còn là vợ chồng son. Thúy Diễm cảm động muốn khóc trước tâm thư của ông xã. Muốn khóc vậy hà, sao bữa nay biết văn được dài và hay dữ này chồng. Bảo bảo đứng cổ vũ cho ba hay sao, yêu ông xã. Ngay khi nhìn thấy bài đăng tình cảm của ông xã Lương Thế Thành, Thúy Diễm bày tỏ mình hạnh phúc đến sắp khóc. Bên cạnh đó, cô còn ngạc nhiên khi lần đầu thấy ông xã chịu khó viết tâm thư dài như vậy. Trước bài đăng của Lương Thế Thành, nhiều khán giả đã không khỏi suýt xoa ghen tị, hơn nữa còn dành cho cặp đôi nhiều lời chúc phúc ấm áp. Cặp đôi được khen ngợi bao năm vẫn như vợ chồng son. Sau 2 năm yêu nhau, cặp đôi kết hôn vào tháng 4 2016. Hiện tại Lương Thế Thành, Thúy Diễm đúng là gia đình hạnh phúc đáng ghen tị nhất showbiz Việt. Sau 2 tuần Mai Phương ra đi, Ốc Thanh Vân bật khóc vì quá nhớ bản thân. Không dám nhắc nhiều đến cố diễn viên trong vài ngày qua, nhưng Ốc Thanh Vân cũng chẳng thể lừa dối nỗi đau tinh thần của bản thân vì sự mất mát này. Khoảng 2 tuần ngày Mai Phương qua đời, nhưng những thông tin ký ức về cô vẫn luôn nguyên vẹn trong lòng người thân cũng như khán giả khắp nơi. Bên cạnh đó, câu chuyện liên quan đến cô kéo dài vì còn có những điều xoay quanh đến cuộc sống của bé La Vy và Phùng Ngọc Huy. Ai cũng xót xa cho cô con gái còn quá nhỏ đã sống xa ba mẹ. Ốc Thanh Vân đau lòng vì sự ra đi của bản thân. Cách đây ít phút trên trang cá nhân của nữ diễn viên vừa chia sẻ đoạn clip Phùng Ngọc Huy trình bày ca khúc Điều Kỳ Diệu Của Đời Con. Những ca từ buồn bã về tình mẫu tử đã khiến cho Ốc Thanh Vân không thể nào ngừng nhớ về Mai Phương và nghĩ đến bé La Vy. Dù đã cố giấu nước mắt, không nhắc đến nhiều về người đã ra đi để cố diễn viên được yên nghỉ, nhưng bản thân bà mẹ ba con chẳng thể lừa dối chính mình rằng cô đang rất đau lòng, Ốc Thanh Vân tâm sự. Tối qua, xem đoạn clip cũ với em, trốn vào toilet khóc, vừa bước ra các con hỏi ngay, mẹ nhớ cô Mai Phương đúng không? Ừ con, hôm nay nghe Huy hát lại khóc, không tự lừa bản thân được, xoa dịu nỗi nhớ bằng những yêu thương. Nữ diễn viên đã đi cắt tóc giống bản thân sau khi lo liệu xong tang lễ.
Dù nhủ lòng rằng mình sẽ tạm buông mọi thứ để trở về cuộc sống bình yên, nhưng Ngốc Thanh Vân vẫn không thể làm được. Cô xúc động khi nghe Phùng Ngọc Huy hoác về tình mẫu tử. Ốc Thanh Vân sốc chết lặng khi nhìn thấy Mai Phương yên nghỉ. Từ khi Mai Phương mắc bệnh này cho đến ngày cô ra đi đến một phương trời mới, thì khán giả vẫn luôn thấy Ốc Thanh Vân đồng hành lo lắng mọi chuyện. Vốn dĩ nữ diễn viên xem Mai Phương như người thân ruột thịt, dốc hết sức để chăm sóc. Rất nhiều khán giả trông chờ những phát ngôn từ bà mẹ bay con. Cô như đại diện tiếng nói và có sức ảnh hưởng rất lớn với người hâm mộ. Trong các câu chuyện liên quan đến mẹ con Mai Phương, khoảnh khắc Ốc Thanh Vân như chết lặng khi nhìn thấy em mình ngủ ngon đã làm không ít người rơi nước mắt. Dù bình tĩnh đến đâu đi nữa thì cô cũng không đứng vững nổi khi mất đi người mình dành nhiều tình cảm. Đã có không ít khán giả nghệ sĩ gửi lời ngưỡng mộ Ốc Thanh Vân, bởi lẽ không phải ai cũng có tình cảm lớn đến mức hy sinh thời gian công sức và làm nhiều điều ý nghĩa cho đối phương. Mong rằng nỗi đau này của bà mẹ ba con sẽ sớm nguôi ngoai, dù biết cả cuộc đời rất khó tìm được những người bạn thân. Nghẹn ngào khoảnh khắc Phùng Ngọc Huy tháp tùng Mai Phương đi diện lúc bầu bì. Xem lại những khoảnh khắc Phùng Ngọc Huy tận tình chăm sóc khi Mai Phương đang bầu bì, người hâm mộ không khỏi xót xa nghẹn ngào. Mới đây dư luận và giới nghệ sĩ đã được thở phào khi cha ruột của con gái cố diễn viên Mai Phương là nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy đã lên tiếng khẳng định đã giành được quyền nuôi dưỡng và chăm sóc bé thành công. Hiện tại do vẫn còn đang vướng một số thủ tục giấy tờ pháp lý cũng như tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp diễn biến căng thẳng, nên tình cũ của Mai Phương tạm thời vẫn chưa thể về Việt Nam đoàn tụ với con gái La Vi Phùng Ngọc Thiên Như. Cũng vì lẽ đó, trong suốt một thời gian dài, Phùng Ngọc Huy bị mang tiếng oan là người bội bạc sợ khanh, vô trách nhiệm với mẹ con Mai Phương, nhất là thời điểm sau khi nữ diễn viên qua đời. Rất đông cư dân mạng đã tìm vào trang cá nhân của Phùng Ngọc Huy để lại những lời thóa mạ, ném đá vô căn cứ. Điều này khiến cuộc sống của nam ca sĩ vốn đã chật vật nay lại càng lao đao, thậm chí còn có nguy cơ bị các nhãn hàng đang cộng tác hủy hợp đồng vì tai tiếng. Sau khi nhiều bạn bè lên tiếng bênh vực và minh oan, Phùng Ngọc Huy mới dần được dư luận dành thiện cảm. Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ lại loạt ảnh cũ khi dòng ca 8X chăm sóc Mai Phương rất tận tình, chu đáo vào thời điểm cô đang mang bầu bé La Vi. Đó là tháng 3 năm 2013, Mai Phương lần đầu lộ bụng bầu khi trình diễn trong một chương trình ca nhạc. Phùng Ngọc Huy khi ấy dù đã chia tay bạn gái nhưng vẫn quyết định quay lại để chăm sóc cô. Suốt buổi diễn, Mai Phương được người yêu lo lắng từng ly từng tí. Không chỉ tháp tùng bạn gái đi diễn, Phùng Ngọc Huy còn cẩn thận nắm tay cô khi lên xuống bậc cầu thang để đảm bảo Mai Phương không bị vấp ngã. Có thể thấy lúc này nữ diễn viên đang mang bầu ở những tháng giữa thai kỳ, vòng hai của cô đã lùm lùm thấy rõ, còn Phùng Ngọc Huy thì lo lắng cho cô rất chu đáo tận tình. Sau đó ở thời điểm tháng 8 năm 2014, dù đã chia tay Mai Phương nhưng Phùng Ngọc Huy vẫn chung tay cùng tình cũ để tổ chức buổi tiệc sinh nhật đầu đời cho con gái. Nam ca sĩ xuất hiện trong phần lớn buổi tiệc liên tục ôm La Vi trong tay. Phùng Ngọc Huy còn đặc biệt hát tặng công chúa nhỏ bài hit của nhạc sĩ Phan Đình Tùng, con gái nhỏ của ba tại tiệc thôi nôi của bé, khiến nhiều người ngậm ngùi xúc động. Trong bữa tiệc sinh nhật 1 tuổi của con gái, Phùng Ngọc Huy xuất hiện hát tặng ca khúc về tình cha con rất cảm động. Lời hát có câu rằng, con gái nhỏ của ba, ba thương con biết mấy. Thực tế bé La Vi vẫn luôn là một phần quan trọng của Phùng Ngọc Huy và anh không hề bỏ bê con như những gì anti-fan theo dịch. Trong suốt nhiều năm qua, nam ca sĩ mang tiếng oan là vô trách nhiệm nhưng anh không lên tiếng thanh minh. Trang Trần lần đầu chia sẻ về ân oán với Hương Giang, lên tiếng tố cáo Hoa hậu chuyển giới sống hai mặt với mình. Trang Trần quyết định chia sẻ mọi chuyện liên quan tới Hoa hậu chuyển giới Hương Giang, xuất hiện trong một talk show mang tên Thị Phi. Cụ người mẫu Trang Trần đã lần đầu kể hết những ân oán giữa mình với Hoa hậu chuyển giới quốc tế Hương Giang. Cụ người mẫu cũng đã có những giải đáp hết sức rõ ràng khi nhiều người tố cô sống hai mặt với Hương Giang. Khi được hỏi ngày xưa khi Hương Giang đầm sầm với vụ scandal thì chị cũng hùa theo xã hội để đạp Hương Giang xuống. Thế nhưng khi Hương Giang đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế thì chị lại một lần nữa tiếp tục hùa theo nói rằng Hương Giang xứng đáng. Vậy chị có nghĩ chị sống hai mặt với Hương Giang hay không? Trang Trần thẳng thắn trả lời, không có gì là hai mặt cả em. Thời điểm khi chị gặp vấn đề với công an, Hương Giang từng nói rằng Hương Giang không chơi với chị có thể mở album Hương Giang đi lễ với chị sau một chương trình truyền hình. Thời điểm đó Hương Giang chưa nổi tiếng và Giang là người cần chơi với chị vì lúc đó chị đã nổi tiếng rồi, nhưng chị rất ghét, đã chơi với nhau, lúc gặp hoạn nạn lại quay ra đạp nhau xuống.
Cựu người mẫu còn khá thẳng thắn chia sẻ rằng cô không hề chấp nhặt vì hành động đó vô cùng trẻ con. Nên thời gian sau này khi Hương Giang gặp những lùm xùm về phát ngôn vạ miệng với chú Trung Nhân, thì Trang Trần quyết định trả lại một status với mục đích để Hương Giang thấm lại rằng việc đã chơi với nhau những lúc gặp hoạn nạn, bị người ta đạp xuống là như thế nào. Chị không hận thù, thế nhưng chị sẽ trả lại những gì người ta làm với chị. Trước đó khi tham gia chương trình truyền hình thực tế, chị chưa từng phủ nhận việc Hương Giang rất thông minh, cực kỳ nhanh nhẹn. Nhưng hành động chị viết status về vụ chú Trung Dân, mục đích chính là chị muốn Hương Giang thấm. Điều đau nhất là việc đã từng có thời gian chơi với nhau, ăn chung ngủ chung kết thúc cuộc đua về. Phận nấu cơm từng tháng từng nghèo nhà chị Trang Ki Quy, sống với nhau như chị em trong nhà. Đã từng chơi thân tới mức lột từng cái da cháy cho nhau, nấu ăn cho nhau. Vậy mà Hương Giang lên mạng bảo rằng không hề quen chị và không chơi với chị. Ai là người búp mé với may cho Hương Giang đi côn đảo? Đó chính là chị. Chị quyết định khóa album đó lại bởi vì chị không muốn nhìn thấy hình ảnh chị đã từng yêu quý một con người mà khi mình gặp nạn sẵn sàng đạp mình xuống. Trang Trần khẳng khái chia sẻ thêm rằng khi scandal của mình xảy ra, nếu không có gì ảnh hưởng tới mình thì có thể im lặng và không thể phát ngôn gì cả. Cụ người mẫu cũng chia sẻ thêm rằng Hương Giang có thể xem clip này và chính Hoa hậu chuyển giới quốc tế sẽ phải ngẫm rằng chính cô sai trước và đừng trách cụ người mẫu lại có những lời lẽ không đúng với mình. Khi Hương Giang đăng quang, chị thấy rất bình thường, Hương Giang đẹp và thông minh thì việc đăng quang là chuyện vô cùng bình thường và chị nghĩ rằng hoàn toàn xứng đáng, ai cũng có cái sai lầm. Chỉ có việc nhận ra lúc đó là đúng hay sai mà thôi. Càng ngày Hương Giang càng đẹp là do Giang ý thức được bản thân và chăm sóc bản thân tốt và ngày càng khôn khéo. Và tại sao khôn khéo được như hôm nay? Chính vì đã vấp từ những ngày xa xưa, đụng chạm vào người này người kia. Nhưng giờ thì ok rồi và chị vẫn chúc mừng Giang và chúc Giang ngày càng tỏa sáng hơn nữa. Chị không có tính thu vặt, nhưng chị sẽ trả lại cho những đứa nào chơi xấu với chị. Là lúc này hay lúc khác thôi, cuộc đời phải song phẳng. Khi em ném cho chị cái gì, chị sẽ trả ngược lại em cái đó, hoặc là hơn nữa, còn lại xong là hết mọi chuyện. Những chia sẻ mới đây của cụ người mẫu Trang Trần về những ân oán với Hoa hậu chuyển giới quốc tế Hương Giang cũng đã nhận được nhiều phản ứng từ phía dân mạng. Trước đó, sau khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế, Trang Trần và Hương Giang trở nên thân thiết với nhau. Thời điểm sau đó, Trang Trần vướng một rắc rối và từng bị mời lên phường. Lúc này Hương Giang tiết lộ cô không chơi với Trang Trần. Sau đó, khi Hương Giang vướng vào ồn ào vạ miệng với nghệ sĩ Trung Dân, cụ người mẫu đã không ngờ hờn ngại vỗ mặt đàn em. Thời điểm Hương Giang đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế, Trang Trần lên tiếng chúc mừng đàn em và nói rằng danh hiệu này xứng đáng với cô. Chính vì điều này đã khiến khán giả nói rằng Trang Trần sống hai mặt với Hương Giang.